chào các bạn. Đố các bạn biết sample là gì? Sample là tập hợp tất cả các âm thanh được lấy mẫu hoặc được chỉnh sửa để cho ra một mẫu chất lượng. Sample của đàn organ được hiểu là các voice và tai được chỉnh sửa lại để cho ra những âm thanh chất lượng phù hợp với văn hóa âm nhạc của mỗi quốc gia vùng miền. Vậy tại sao phải cài sample? Như các bạn đã biết, đàn organ thường được sản xuất với những âm thanh có sẵn, thế nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ văn hóa âm nhạc tại Việt Nam. Vậy nên muốn có được âm sắc của các loại nhạc cụ dân tộc, chúng ta phải cài đặt thêm vào đàn các tiếng như chanh, sáo, bầu, guitar cổ. Và hôm nay, trước khi bàn giao 10 cây đàn organ Custman K360 về với đại lý tại Tân Phú, thì các bạn hãy cùng mình chuẩn bị đơn hàng tại cả hai showroom 347 Điện Phủ và 98 Trần Văn Trân. Ngay bây giờ mời các bạn thưởng thức những điệu mới và tiếng hay ở trên đàn nhé. Các bạn nghe giai điệu này có quen không? Đó chính là bài mới của sếp Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, và nay đã có mặt ở trên Custman K360 rồi nhé. Và tiếp theo sẽ là một bài hát mình cực kỳ yêu thích trong khoảng thời gian vừa qua, đó là bài Thuyền Không Bến Đợi của Chung Ayu. Mời các bạn thưởng thức. Còn nếu các bạn yêu thích dân ca thì Câu Quan Họ Người Ơi sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Theo sẽ là cái tiếng hay ở trên đàn nhé các bạn. Ở trên đàn Custman K360 có rất nhiều tiếng hay được hỗ trợ từ 2 đến 3 lớp layer, cực kỳ phù hợp cho các bạn để chơi các bản nhạc bolero hay là dân ca Việt Nam. Đầu tiên sẽ là tiếng ehu. Tiếp theo sẽ là tiếng kìm. Tiếng cò Việt Nam. Cuối cùng hãy cùng mình cuốn hàng nhé các bạn. Custman K360 luôn được update liên tục những điệu mới cực hot trend trên thị trường hàng tuần, hàng tháng trên website nhacucminhphung.com. Đặc biệt là bạn sẽ không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào để mua hay update các style mà bạn thích. Mình cũng đã làm video hướng dẫn đăng ký tài khoản và cài điệu cho Custman K360 trên kênh YouTube Minh Phụng Music. Các bạn hãy vào tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Không những vậy, các bạn còn được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 7 ngày, giao hàng miễn phí toàn quốc. Giờ thì tìm hiểu sâu hơn về cái đàn này nhé anh em. Đàn sở hữu màu xanh xám navy, tạo nên vẻ lịch lãm vô cùng sang trọng, kiểu dáng hiện đại, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp mọi không gian của người chơi. 61 phím đàn với 5 cấp độ cảm lực nhấn, một chế độ off nó xoay màu đen, cùng dãy sáng LED ấn tượng, tiện lợi cho người chơi chọn điệu và tiếng nhanh chóng. Bitband cho bạn luyến lấy âm sắc, màn hình LED LCD 4 inch hiển thị rõ nét thông tin bài nhạc dành cho người chơi. Nút chức năng được bố trí một cách khoa học giúp người mới dễ dàng làm quen với đàn. Thư viện âm thanh khổng lồ vô cùng chất lượng, lên đến 740 tiếng, 128 polyphony, sở hữu bộ style siêu khủng đến 390 điệu, trong đó 150 điệu mở rộng được cài theo lựa chọn của người chơi. 160 bài hát được cài đặt sẵn, đặc biệt nhất chính là hai bộ loa công suất 20W đem đến người chơi âm thanh đầy lôi cuốn. Đang còn được trang bị 6 cổng kết nối, cổng nguồn 12V, cổng micro, cổng in kết nối âm thanh vào đàn, cổng full để xuất âm thanh ra ngoài loa, cổng kết nối với pedal, cổng USB để cài đặt truyền dữ liệu vào đàn.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Nếu các bạn đang quan tâm về mẫu đàn Gusman K360 này thì hãy đến ngay cái hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Biên Phủ, phường 4 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ qua số hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.